Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, hình ảnh đẹp đẽ, anh hùng, giáo đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam là đề tài trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc. Trong số những tác phẩm ấy, ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong những tác phẩm viết về người phụ nữ trong kháng chiến được nhiều người yêu mến. Dù đã 50 năm trôi qua, nhưng hình ảnh về người mẹ trong tác phẩm vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người yêu nhạc. Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc, áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vào. Tấm áo ấy bấy lâu nay vẫn quý hơn cơm gạo, đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ. Là vì nay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe hơn. Trái tim này rực cháy yêu thương, mọi gian lao mẹ con ta san sẻ hơn. Nhắm chân trời rạng rỡ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày 5 tháng 3 năm 1925 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ra đời trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Năm 1945, ông tham gia phong trào Việt Minh, sáng lập và xây dựng đoàn kịch thơ, kịch nói của Thanh niên Cứu quốc Nghệ An. Cuối năm 1957, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng với một số nhạc sĩ khác như Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao. Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi là người đã dành nhiều tâm huyết và công sức cho âm nhạc dân tộc. Ông đã dẫn dắt dàn nhạc dân tộc phát triển trong nhiều năm qua. Với ông, Nguyễn Văn Tý là một người nhạc sĩ tài hoa mà ông luôn ngưỡng mộ. Bác viết rất nhiều về các cái hình thức âm nhạc khác nhau, và các mục tiêu và chủ đề khác nhau, các sự kiện ở đất nước khác nhau, đa dạng về chủ đề tài. Nhưng có một vấn đề rất lớn là nó có một cái sự xuyên suốt là bác đều lấy dân gian, kho tàng cha ông để làm cái vốn liếng để làm cái điểm tựa để phát triển cho bản thân mình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là nhạc sĩ thành công với chất liệu dân gian. Những sáng tác của ông được chắt chiu và nghiền ngẫm qua những chuyến đi thực tế trong thời gian dài. Nhiều sáng tác đã sử dụng khéo léo chất liệu dân ca của nhiều vùng miền. Âm nhạc của ông giàu chất trữ tình, được thể hiện qua lời ca trau chuốt cùng với giai điệu mượt mà. Ông là một trong những nhạc sĩ có nhiều ca khúc nổi tiếng, được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến. Tiêu biểu là những ca khúc vượt thời gian như Dáng đứng Bến Tre, Vượt trùng dương, Mẹ yêu con, Người đi xây hồ kẻ gỗ, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Khẳng định đây là một nhạc sĩ rất tài năng và một con người đã đi cùng đồng hành với cái cuộc cách mạng của dân tộc của chúng ta trong cả hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Con người hết sức có công. Bác là một cái người nhạc sĩ lão thành của những lứa đầu tiên thành lập ra Hội Nhạc sĩ Việt Nam của chúng tôi, có để lại cho hậu thế, cho cuộc đời, cho nhân dân những cái tác phẩm mà tôi nghĩ rằng là nó vừa là biểu tượng của đất nước, nó biểu tượng của lòng yêu nước, và nó là một cái điều hơn nữa thì là
nó là cái sự chia sẻ, nó là sự gắn bó của toàn thể quân dân, những các con người với nhau. Trong âm nhạc của Nguyễn Văn Tý, hình tượng người phụ nữ giữ một vị trí đặc biệt, trải dài từ nhạc tiền chiến cho đến nhạc đỏ. Các bài hát của ông không nặng tính tuyên truyền mà nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người, tiêu biểu như bài ca Phụ nữ Việt Nam, Mẹ yêu con. Đặc biệt trong đó phải kể đến ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một ca khúc viết về những người mẹ trong kháng chiến, đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ yêu nhạc. Trước cuộc sống đầy gian khổ, ác liệt của quân và dân Đa Mai, thành phố Bắc Giang, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Hội Phụ nữ có sáng kiến thành lập Hội Mẹ Chiến sĩ Vá Áo cho Bộ đội. Đúng vào lúc cao điểm ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về thăm, chứng kiến những bà mẹ ngồi khâu áo cho các chiến sĩ trong đêm. Ông vô cùng xúc động. Từ khoảnh khắc tràn ngập tình yêu thương ấy, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa đã ra đời. Thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe. Trái tim này rực cháy yêu thương. Ngay từ khi mà còn bé xíu ấy, thì bố Ma Văn Lạng thì cũng là một thanh niên xung phong mà. Cho nên là ông hát suốt ngày cái bài này, Ma Văn Lạng thấy hay vô cùng. Thế lớn lên một chút thì mới biết đấy là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Có một điều thì mọi người cũng đã biết và cảm nhận, thì Ma Văn Lạng cũng thấy rằng là cái lời ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rất là mộc mạc, giản dị mà rất tha thiết và có gì đó rất thơ. Ca sĩ Trọng Tấn được xem là một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam hiện nay ở dòng nhạc cách mạng, và những ca khúc mang âm hưởng dân gian hát về quê hương, đất nước. Anh đã thể hiện rất thành công nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Có thể kể đến như ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, Dáng đứng Bến Tre, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Yêu lâu lắm rồi, nghe từ ngày xưa các cô rồi ở đài tiếng nói, rồi nghe băng đĩa của những người đi trước đã từng hát, yêu vô cùng cái làn điệu đó. Nguyễn Văn Tý là một trong những cái đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Có thể nói rằng ông có cái lối tiếp cận với âm nhạc dân gian vô cùng là sâu sắc và tinh tế. Với mỗi một vùng miền, ông đều cảm thụ những cái âm nhạc của những cái vùng miền đó. Cũng là số ít những nhạc sĩ gạo cội mà có nhiều tác phẩm hay. Vô cùng trân quý những cái người nghệ sĩ tài hoa mà công hiến trọn đời mình cho nghệ thuật như vậy. Với chất liệu dân ca quan họ, giai điệu đằm thắm, bài hát khẳng định được niềm tự hào, sự hy sinh của người mẹ miền quê quan họ. Tấm áo mà mẹ đã gửi gắm đường kim mũi chỉ bên ngọn đèn. Những người chiến sĩ đã mang đi khắp mọi miền tổ quốc, sưởi ấm lòng khi chiến trường khốc liệt. Tấm áo của mẹ là quê hương, là đất nước, là nguồn động viên vô tận của các chiến sĩ trên mọi nẻo đường chiến đấu. Hình bóng những người mẹ bình dị ấy lồng với hình bóng cao cả của mẹ tổ quốc. Chúng con về Hà Bắc, quần nhau với giặc áo, con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. Các con ra đi đã mấy chiến trường, mang theo cả tình thương của mẹ. Lạ kỳ thay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương. Thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe, trái tim này dừng cháy yêu. Mọi gian lao
trời. Giảng dỡ tấm áo ấy chúng con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc, áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vào đó mặc này, rồi là bắc này, rồi giặc này, rồi thêm này, tức là đêm này, tức là bản thân nhạc sĩ Quân Tý rất ý thức trong cái việc gọi là làm thơ trong ngôn ngữ ca, lời ca, cái điều mà không phải nhạc sĩ nào cũng làm được. Và đáng quý hơn là tôi biết rằng là nhạc sĩ Quân Tý rất ít phổ thơ, còn nhiều nhạc sĩ cũng nổi tiếng nhưng cũng phổ thơ, thì nhưng bản thân mỗi bài ca của ông là như một bài thơ, và tấm áo mẹ và năm xưa là một bài thơ trữ tình rất da diết, gắn với kỷ niệm vô cùng là ấm áp tình mẹ. Bài Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, sáng tác từ năm 1973, đã đi vào lòng bộ đội ta và khán thính giả như một khúc hát ân tình, thấm mãi tình đảng, tình dân, tình giai cấp. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Bài mà hay như thế thì dễ vào lòng người, thì nhiều người hát và dễ thuộc, dễ nhớ. Không những chuyên nghiệp hát hay mà lại kể cả nghiệp dư người ta hát cũng hay. Khi tôi sinh ra và biết, hiểu, biết nghe và khi đi học âm nhạc thì mình đã nghe thấy nó rất nhiều, chắt chiu từng từ, từng câu, từng ý rất kỹ. Nó là một tác phẩm lớn trong cái làng âm nhạc cách mạng Việt Nam, trong cái kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, bởi vì cho đến hiện nay nó vẫn được sử dụng rất nhiều trong hầu hết các chương trình kỷ niệm về cách mạng, về chiến sĩ, nhất là những người đã có lịch sử, đã từng đi qua giai đoạn ấy, thì đối với họ đây vẫn là những cái tâm hồn gắn bó với nhất là những người đã đứng trong quân ngũ. Bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa rất đỗi dung dị, hào sảng mà đầy ấm áp, yêu thương. Lời ca đẹp, giai điệu mượt mà, chân thật và giàu hình ảnh chính là điểm nhấn để khán giả nhớ về ca khúc cũng như tác giả bài hát. Khi những người chiến sĩ là con mình, là những người đồng đội của con mình đi qua làng hạn, thì những cái tấm áo bị sờn, bị rách cho quần nhau giặc thì mẹ lại cặm cụi thâu đêm và há áo. Hình ảnh ấy thì không chỉ những người mẹ của Hà Bắc mà còn là của những người mẹ Việt Nam. Hình ảnh người mẹ vá áo ấy như người mẹ đào hầm ở trong miền Nam ấy, rất là thân quen và rất tha thiết. Và bài hát Tấm áo mẹ vá năm xưa là cái tình cảm của người mẹ Việt Nam đối với quê hương, đất nước, đối với những người con của mình. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý giành được nhiều giải thưởng về âm nhạc. Đặc biệt, năm 2000, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp của ông dành cho âm nhạc nước nhà. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã đi xa cùng với những người mẹ, người chị ở vùng đất Đa Mai. Nhưng những giai điệu da diết trong ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa vẫn mãi trường tồn cùng năm tháng. Đối giá rất cao cái tác phẩm đó. Nó đạt đến mức độ nghệ thuật, đến mức độ đơn giản. Đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là những cái người mà chúng tôi ở trong nghề, chúng tôi tự hào có những người nhạc sĩ thế hệ cha anh đã có những thành công quá lớn như vậy. Phải cảm ơn bác, hôm nay bác không còn nữa. Nhưng mà những cái điều cái giá trị bác là còn mãi. Máu ấy bấy lâu nay còn quý hơn cơm gạo, đời mẹ nghèo chung áo rách nên thương, ta còn ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ. Thì thay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương, thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe hơn. Trái tim này rực cháy yêu thương, mọi gian lao mẹ con ta san sẻ. Hãy
chân trời rạng rỡ.